đến thế kỷ 15 thì em xin có ý kiến về tình hình kinh tế văn hóa của các triều đại thời phong kiến, về cái thời nhà Lý về phát triển nông nghiệp thì cũng đã giao ruộng đất gồm ruộng công xã, ruộng phong cấp cho con cháu và người có công, ruộng khai quang. Về thủy lợi thì đã cho đào kênh, khơi ngoài, đắp đê và cấm mổ trộm trâu bò để đảm bảo sức kéo. Nhà vua thì cũng đã làm lễ tế thần nông, xong từ cầm cày để lễ tịch điền. Về nông nghiệp thì cơ bản là phát triển và được nhiều liên tục. Về công nghiệp thì trong thời nhà Lý thì công nghiệp trong nhân dân được phát triển như trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa và làm đồ gốm và làm các trang sức. Về thương nghiệp thì trong thời nhà Lý thì cũng đã buôn bán trong nước được mở rộng, như Thăng Long là trung tâm kinh tế và chính trị. Về các tầng lớp các dân cư thì đối với thời nhà Lý thì đã thực hiện là vua quan bộ phận chính trong giai cấp thống trị có nhiều cái đặc quyền đặc lợi. Thời nhà lúc đó về giáo dục thì đã mở khoa thi đầu tiên để chọn quan lại và mở quốc tử giám cho con em quý tộc trường đại học đầu tiên Việt Nam. Về văn hóa thì nhân dân là cũng lúc thời Lý thì cũng là ưa ca hát nhảy múa và hát chèo múa rối nước. Và về kiến trúc thì cái thời nhà Lý đã xây dựng cái chùa một cột. Việc nhà Lý xây dựng nhà văn miếu có ý nghĩa để chọn người tài giúp ích cho đất nước, tôn vinh những người tài giỏi để bia chiến sĩ và khuyến khích nhân dân đi học. Sang đến thời Trần thì báo cáo với thầy rằng là về nông nghiệp thì cũng đẩy mạnh công cuộc khai khẩn mà mang thêm diện tích đất đê phòng lụt rồi đào sâu nạo vét kênh được nhà nước quan tâm, người dân là tích cực cấy nông nghiệp và nhanh chóng được hồi để phát triển kinh tế. Về công nghiệp thì cũng phát triển, nhà Trần cũng rất tiến bộ tích cực phù hợp với trong cái tình hình lúc đó. Và nhà Trần qua đến việc cũng nông nghiệp thì cũng chăm lo đắp đê mà mang ruộng nông nghiệp phòng chống bão lũ đem lại nước thúc đẩy về nông nghiệp. Về thủ công với thời Trần thì cũng báo cáo với thầy là cũng tiếp tới kỷ 13 thì tiếp tục duy trì những cái nghề công truyền thống của các triều đại trước, trong thương nghiệp phát triển hơn thể hiện ở chỗ Thăng Long bên cạnh Hoàn Thành. Về văn hóa thì tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân, đạo Phật vẫn phát triển và đạo Nho ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng cổ máy nhà nước, các sinh hoạt về văn hóa ca hát nhảy múa vẫn duy trì phát triển. Nói chung là về văn học thời Trần là phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc. Giáo dục thời Trần thì báo cáo thầy là cũng đã thời Trần đã mở rộng quốc tử giám để việc đào tạo con em quý tộc và quan lại. Về quân sự thì về khoa học kỹ thuật thì thời Trần vẫn còn nhiều cái còn gì nữa không anh? Tiếng hiệu anh nghỉ hưu nhưng không nghe rõ lắm. Anh kiểm tra lại một chút. Thầy có nghe gì không ạ? Giờ nghe được rồi anh ạ. Về thời nhà Hồ thì về chính trị là có thay đổi như là thay thế các quan võ tôn thất và tôn thất nhà Trần bằng những người họ khác thân cận với Hồ Quý Duy. Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp chấn, quy định các cách làm việc của bộ máy chính quyền kinh tế
tài chính để phát triển từ tiền giấy thay cho tiền đồng, ban hành chính sách đại nghĩa quy định lại biểu thuế định và thuế nông nghiệp. Về văn hóa giáo dục thì tuần này thì em nghe thì không biết có đúng không, nhưng mà lúc đó là thời nhà Hồ là bắt nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục cho dịch ngữ Hán sang chữ Nôm, yêu cầu mọi người phải học. Vâng, có được đấy. Về quân sự thì, về quân sự thì thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng. Thì cải cách của Willy là giải quyết một số cái khó khăn đất nước, giúp đất nước phát triển đất của quýt. Địa chủ làm suy yếu thế lực, tăng thu nhập. Cả nước là cải cách văn hóa giáo dục có nhiều cái tiến bộ, thì báo cáo với thầy được 37. Vâng. Thầy thì em cũng xin được giúp được ý kiến với thầy vậy, mong thầy thông cảm nếu mình chưa được thì. Không sao cả, anh đã tổng lược rất là tốt liên quan cả ba triều đại Lý Trần Hồ. Thì qua câu chuyện anh tổng lược đánh giá khá toàn diện liên quan tất cả các mặt về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội đấy, nghệ thuật đấy, kỹ thuật đấy, đúng không? Đầy đủ ba triều đại. Thì anh đánh giá như vậy thì những cái như vậy thì chúng ta từ thời cha ông để lại thì với thời đại ngày nay hay là bản thân anh ta học được gì từ những nội dung đó? Để rút được cho bài học gì không anh? Trong việc xây dựng bộ máy hiện nay hay là liên quan đến cái, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức đấy, ở trước thì họ mở khoa thi đúng không, tuyển chọn nhân tài đấy, thì thời nay như thế nào, rồi công tác chúng ta thấy xây dựng ban hành pháp luật nó ý kiến như thế nào, để anh có chưa học hỏi được gì từ các triều đại đó không, anh đã nghĩ ra phần đấy chưa? Nếu chưa thì để dành cho người khác. Vâng, anh hưu tạm thời như vậy nhá, cảm ơn phần trình bày khá đầy đủ của anh. Và xin mời em thưa thầy là em có ý kiến trước một tí để em xin phép thầy, em có một công việc. Vâng, thế cho chị Liên và chị Thắm Nhàn cho anh Thùy trả lời trước nhá, vì tôi thấy hai chị giơ tay rồi, nhưng mà anh Thùy để có thấy nói là có lý do đi có việc trước thì mời anh Thùy trả lời trước. Vâng, mời anh. Dạ vâng, thưa thầy giáo, là qua những bài giảng buổi chiều nay của thầy về cái nhà nước và pháp luật của đời Lý Trần Hồ và ý kiến của đồng chí Hưng vừa xong thì em cũng thống nhất là cũng trả lời được như vậy. Nhưng mà qua đây thì em cũng có một ý kiến về cái bộ máy nhà nước hiện nay liên hệ bản thân của em. Thì bộ máy nhà nước ta hiện nay thì nói chung nói thực nói với thầy giáo là các cơ quan quản lý kinh tế xã hội thì ngày càng phát triển hoàn thiện để thực hiện sự quản lý một cách có hiệu quả các mặt của đời sống xã hội. Các cơ quan cưỡng chế được xây dựng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại để có thể đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, trật tự an ninh, an toàn xã hội. Và hoạt động xây dựng pháp luật phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, rồi nhiều điều luật, điều ước quốc tế phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước đã được nội luật hóa, nhất là vấn đề liên quan đến quyền con người. Hiệu quả thực thi pháp luật không ngừng được nâng lên. Đổi mới về tư duy, về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, định hướng theo xã hội chủ nghĩa, khẳng định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, tính chuyên nghiệp, minh bạch, trách nhiệm giải trình, phân cấp, phân quyền, khoa học, hiệu lực, hiệu quả hơn ấy. Và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Về công cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng trong bộ máy nhà nước được triển khai tích cực bằng nhiều biện pháp và dưới nhiều hình thức khác nhau. Cách tạo của Đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các tổ chức xã hội thì tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền không ngừng được nâng lên, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được quan trọng. Còn về bản thân em thì em cũng chỉ biết là gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân ấy, để tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh quốc gia. Chúng ta đã đăng ký trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật, để tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, để tích cực tham gia hoạt động chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em ạ. Vâng, thầy thì
Tôi đọc lời khen bên đây cũng là hết rồi, còn những cái gì thì em mong thầy với lại các bạn đã bổ sung thêm ạ. Dạ, bác rất cảm ơn anh Đào Trọng Thùy đã đưa ra những cái quan điểm của mình, đánh giá, và chúng ta thấy với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, xây dựng bộ máy hiện nay của đất nước chúng ta, đúng không ạ? Cũng như liên hệ với bản thân anh, làm sao mới phù hợp với trong cái tình hình mới hiện nay, đúng không ạ? Chúng ta trách nhiệm của cán bộ công chức ở địa phương, chúng ta luôn học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời qua các cái bài giảng về lịch sử của các triều đại, chúng ta cũng đúc rút cho bản thân chúng ta làm sao cái ý thức từ chấp hành pháp luật, bất kể triều đại nào vậy thôi, chúng ta phải chấp hành, đúng không? Chống chế độ nào chúng ta phải theo chế độ đó và chấp hành các quy định, đúng không ạ? Và với trách nhiệm của đảng viên, của các công chức thì chúng ta càng ý thức cái chấp hành đó rất gương mẫu, đúng không? Chấp hành hơn bao giờ hết. Thì cảm ơn những cái chia sẻ của anh, cảm ơn anh rất nhiều. Được chưa? Và anh Thùy còn ý kiến gì thêm đúng không ạ? Em xin phép thầy cho em được nghỉ sớm một chút đã. Dạ vâng, anh cứ nghỉ sớm lo công việc nhé. Hẹn gặp lại anh vào tối thứ ba tới. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh nhé. Vâng, tiếp tục là mời chị Dương Thị Thắm Nhàn đã giơ tay, rồi sau đó đến chị Phan Thị Liên. Mời chị Nhàn trước ạ. Dạ, em xin trả lời. Vâng. Thì thầy chẳng, buổi chiều vừa rồi thì thầy đã giảng ba tờ đó là Lý, Trần và Hồ. Thầy cũng có rất nhiều kiến thức ở trong đấy, nhưng mà em thì em nhớ được một vài nội dung. Thứ nhất là nhà Lý thì là mở đầu cho sự hưng thịnh của chế độ quân chủ chuyên chế, thì là nhà Lý thì đã đưa ra được các bộ luật như là luật hình thư, đây là bộ luật thành văn đầu tiên, thành văn đầu tiên của nước ta. Thì ví dụ như bây giờ ở nước ta thì là đã có nhiều bộ luật và nó phù hợp với lại tình hình thực tế và dần dần đang được thay đổi. Còn như cái thời trước thì là thường thì là chỉ mang cái có quyết định chặt chẽ liên quan đến việc bảo vệ nhà vua, cung điện, mang lại cái sự bảo vệ cho cái gia tộc của mình. Nhưng mà dần dần thì đến thời nhà Trần, nhà Hồ thì cũng đã chú trọng hơn đến quyền lợi của người dân. Ví dụ như là liên quan đến việc chống tham nhũng, dù ăn cắp ăn trộm thì sẽ bị xử lý. Cũng đã chú trọng hơn, vì nước ta nước nông nghiệp thì đã chú trọng xây dựng nông nghiệp. Vừa khi nào mà có chiến tranh thì chúng ta sẽ tập trung lực lượng để chiến đấu, còn khi mà hòa bình ấy, thì chúng ta tập trung vào xây dựng, tập trung vào sản xuất. Áp dụng với tình hình hiện nay thì là Việt Nam ta là nước nông nghiệp, được xuất thân từ nông nghiệp, thế nên là những năm gần đây thì em nhận thấy là nước ta đã chú trọng hơn trong việc phát triển nông nghiệp. Nước ta hiện nay là đứng thứ, Thái Lan thì đứng thứ hai về xuất khẩu gạo, thì Việt Nam ta là đứng thứ ba đấy, và đã xuất khẩu sang nhiều nước và thu được nhiều nguồn thu ngoại tệ về cho đất nước, về cho đất nước. Và thứ đó là em thấy mình đã áp dụng giống như thời nhà Hồ, ta đã băng giao được thành nhà Trần, băng giao với nhiều nước. Thì nước ta hiện nay cũng có quan hệ hòa bình với các nước, giúp chúng ta phát triển về kinh tế, cũng như là trong cái việc này hiện nay là giữa các nước hay xảy ra tranh chấp và diễn ra chiến tranh, thì cái việc chúng ta xây dựng hòa bình như thế thì sẽ được sự ủng hộ của các nước, tránh được cái việc mà xảy ra chiến tranh. Thứ đó là ở thời nhà Hồ Quý Ly thì đã tiến hành thi cử, thì hiện nay chúng ta cũng đang tiến hành thi cử, ví dụ như là thi giữa các kỳ thi cấp 2, cấp 3 hoặc đại học thì đã tổ chức các cuộc thi và xây dựng các trường học, và từ đó là tìm được các nhân tài để phục vụ đất nước. Một điều nữa là thời Hồ Quý Ly thì đã áp dụng, mặc dù đã học ở nước ngoài nhưng mà chúng ta cũng theo em là cũng đáng phải ghi nhận, đó là việc đưa ra việc sử dụng tiền giấy. Việc sử dụng tiền giấy nó sẽ thuận tiện trong quá trình giao dịch, định giá được sản phẩm. Nhưng mà mặc dù là nhà nước thì thời đó thì nhà vua áp dụng như vậy, nhưng việc người dân không thực hiện nên là nó cũng khó, không thể sự áp dụng lâu. Cũng như ở Việt Nam ta thì cách đây em không nhớ là khoảng vài năm đấy thì chúng ta đã sử dụng là tiền xu, nhưng mà nó lại không hợp lý á. Thì bây giờ nhà nước đã ngừng cái việc phát hành tiền xu và quay lại sử dụng tiền giấy. Mặc dù là chúng ta thấy là ở nước ngoài họ dùng khá là thành công trong việc là ví dụ sử dụng bán hàng tiền nước tự động á, nhưng Việt Nam mình thì lại không phù hợp. Và thứ nữa là
cái việc mà không còn sùng bái cái việc mà về Phật ấy, như cái các cái thời trước ấy, thì như hiện nay của nước và mình đã tổ chức thi thi cử và giao cho các chức sắc kiểu như là quản lý chùa thì hiện nay thì trước đây thì như em thấy thì cái việc mà các nhà chùa ấy thường thường là những người mà thật cũng không học gì hành gì ạ, mà trong quá trình từ lâu họ làm lâu chẳng hạn, thế sau đó là về làm chủ trì các chùa. Nhưng mà hiện nay thì em thấy như ở địa phương em cũng như là chỗ em đang công tác thì bây giờ các thầy mà khi mà về chủ trì ở chùa thì cũng đã được học, thầy học đại học có cao hơn ấy, thì cũng có nhiều cái tiến bộ. Về quân sự thì như các thời trước thì không có xây dựng cái việc mà phải đi quân sự thì là ví dụ những gia đình mà có đông con ấy thì phải đi, còn những gia đình nào có một người con ấy thì là không đi. Thứ nhất là vừa đảm bảo sản xuất, và thứ hai là em nghĩ nó cũng là cái mà quan tâm đến tư tưởng của người, cái sự liên quan hiếm con và nhân văn ấy, nó thể hiện tính nhân văn rất rõ. Vâng, còn áp dụng vào hiện tại thì chúng ta đã như đi bộ đội và có dân quân dự bị, và hiện tại thì em thấy là ví dụ những gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc là bố mẹ quá tuổi lao động mà con phải đi, hoặc là còn bố còn mẹ thì bạn ấy sẽ không phải đi bộ đội nữa. Và nữa là em xin ý kiến nữa là hiện nay thì khi nước chúng ta xây dựng qua một thời gian vừa rồi ấy, thì chúng ta áp dụng nhiều cái luật thực ra nó không phù hợp với lại thực tế, ví dụ như là về việc thi bằng lái xe bị ngược lép hay là gì đấy ấy, thì nó không phù hợp, thì nhà nước ta đã thôi. Và các bộ luật mà chúng ta xây dựng thì bây giờ đã lấy ý kiến từ người dân trước khi chúng ta xây dựng bản luật được áp dụng. Thì em thấy là kể cả khi mà chúng em làm ở địa phương thì khi mà chúng em ví dụ như là có một cái luật gì, ví dụ luật sửa đổi đất đai vừa rồi thì chúng em cũng làm công tác tuyên truyền để người dân nắm được, để ai mà có ý kiến gì thì sẽ phản ánh lên cơ quan cấp trên, và cũng trong quá trình làm thì cũng tuyên truyền vận động người dân nắm được chủ trương đường lối của nhà nước để tránh được các cái việc mà bị những đối tượng phản động họ đưa ra những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào với chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Em xin hết. Vâng, cảm ơn chị Dương Thị Thắm Nhàn đã đưa cái đánh giá khá toàn diện về các triều đại Lý Trần Hồ mà áp dụng trong thời ngày nay qua từng triều đại, cũng hay từng lĩnh vực bao quát về kinh tế, về chính trị, về sử dụng đồng tiền, rồi về thi cử, về quân sự, đặc biệt là về pháp luật. Và chúng ta thấy là chị vận dụng khá hợp lý. Chúng ta thấy là với thời nay chúng ta thấy cách nhìn của chúng ta tự nhiên có cái thể khác, nhưng mà có những cái ta phải tôn trọng lịch sử mà trong chúng ta đã đi qua. Ngay cái việc mà câu chuyện đề cập tới chúng ta những cái vấn đề về xây dựng pháp luật ấy, chúng ta thấy từ triều Lý cái việc mà xây dựng cái bộ luật thành văn đầu tiên, bộ luật hình thư vào năm 1042, cái đấy đánh mốc rất là quan trọng, vì đó là cái mốc đầu tiên chúng ta thấy đưa ra các quy định thành văn, và nó sẽ là nền tảng mà chúng ta thấy các triều đại sau để thực hiện, từ triều Trần hay Hồ hay là Nguyễn sau này, thậm chí với nhà nước chúng ta hiện nay. Thì chị đã đưa ra những cái đánh giá và cái áp dụng rất hợp lý. Chúng ta thấy đặc biệt là cái việc mà liên hệ thực tế trong việc mà xây dựng pháp luật hiện nay, cái việc mà xin liên quan các xây dựng các dự thảo về cái ý kiến của người dân, đúng không? Trong các quy định, đặc biệt là các quy định về bảo vệ những nhóm người yếu thế trong xã hội, phụ nữ trẻ em, thì pháp luật triều Lý cũng đã thể hiện tinh thần nhân đạo rất là rõ, đúng không? Như chị đã nêu về liên quan cái trường hợp về nghĩa vụ quân sự với một con ấy, đúng không? Gia đình hiếm muộn thì áp dụng người gia đình đông con, thì ngoài ra thì họ quy định rất rõ bảo vệ những người yếu thế trong xã hội, cho phép người già từ 7 đến 80 tuổi hay trẻ em từ 10 đến 15 tuổi, người ốm yếu nếu phạm tội trừ tội thập ác, 10 tội trọng tội đấy, thì được phép chuộc tội bằng tiền, chọn cấm quân không phải chọn ở hộ cô độc. Đấy, chúng ta thấy là đề cao tư tưởng nhân văn ngay pháp luật thời nay chúng ta cũng đề cao rất rõ. Đặc biệt tôi nhắc lại là bảo vệ những người yếu thế trong xã hội, người già cô đơn hay là trẻ em phụ nữ, đúng không ạ? Thì cái tư tưởng thời nhà Lý đã thấm nhuần sau này, thể hiện từ cái việc thực hiện áp dụng pháp luật rất là rõ. Như đã nhắc chị em nhiều lần, các vua Lý thời đầu từ vua Lý Thái Tổ, đúng không, Lý Thái Tông là những vị minh quân đưa ra các quy định rất là hướng tới người dân. Đấy, dân chúng ai có oan ức hay là việc kiện tụng oan uổng thì đánh chuông lên, cái quy định đánh chuông ấy, đúng không? Và cũng vua Lý Thánh Tông đã từng chỉ đạo trực tiếp là người dân không biết mà mắc phải hình pháp thì ta dân ấy làm thương,
Đấy, từ năm về sau tôi thấy những tội nhẹ, ta thấy những tội nhẹ đấy thì sẽ khoan giảm. Đấy thì chúng ta thấy luôn luôn với lòng nhân từ của các cái thời vua Lý khoan dung với những kẻ phạm tội như bây giờ chúng ta là cái chế độ khoan hồng của Đảng và nhà nước ấy. Rồi những người mà thành khẩn khai báo hay là có công là công trục tội đấy, chúng ta thấy nhìn ở góc độ như vậy. Và nhà Lý cũng ta thấy có thể kế thừa với những quy định về pháp luật nhà Lý mà thời nay chúng ta cũng học tập được, chú trọng nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ và đội ngũ quan lại. Nhưng thời nay chúng ta gọi là đội ngũ cán bộ công chức đấy, chúng ta đào tạo bồi dưỡng các kiến thức pháp luật. Nghe anh chị em tham dự các khóa học này đúng không? Chúng ta đấy có cấp bằng cử nhân hay là khóa đào tạo bồi dưỡng lớp chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hay trung cấp lý luận chính trị cao cấp, anh chị cũng vậy thôi. Chúng ta thấy bản chất ở đấy là từ ngày thời đó đã chú trọng trong đào tạo kiến thức pháp luật cho đội ngũ quan lại, thì ngày nay chúng ta cũng vận dụng như vậy đúng không? Thì hiểu biết pháp luật rất quan trọng đối với đội ngũ quan lại cũng như các bộ chức ngày nay. Đấy, chúng ta hay là các kiến thức về quản lý nhà nước thì chúng ta thấy họ đã tổ chức được cái thời vua Lý Nhân Tông, họ đã ban hành các quy định ba môn, chúng ta thấy có viết chữ này, toán và pháp luật, đấy đã coi trọng pháp luật rồi đúng không? Thì người ta cái ý thức pháp luật rất quan trọng và pháp luật được coi như môn học bắt buộc trong đào tạo quan lại. Đấy, thì chúng ta ngay bây giờ chúng ta thấy anh chị em quản lý nhà nước là bằng đúng không? Bằng hiến pháp và tuân theo khuôn khéo khuôn định hiến pháp và pháp luật, thì chúng ta phải sống học tập làm theo hiến pháp luật đấy. Chúng ta quản lý nhà nước bằng pháp luật thì chúng ta phải nắm bắt những người vận dụng pháp luật đó, thì cái ý thức mong anh chị em hiểu điều đó đúng không? Sự kết nối từ thời xưa đúng không? Và từ thời nhà Lý là cái khởi điểm đầu tiên, sau đó thì đến thời nhà Trần thì chúng ta thấy đã phát triển hơn một chút trong cái việc phát điển hóa tập hợp hóa pháp luật và chú trọng ban hành về bộ luật hình thư năm 1341, rồi các văn bản tập hợp như là quốc triều thông chế, rồi quốc triều thường lệ, hoàng triều đại điển, rồi hoàng triều ngọc điệp, rồi các công văn cách thức, nhiều văn bản đơn hành của nhà vua, như các đạo chiếu lệnh ban hành bao quát các cả lĩnh vực về hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng kinh tế. Và chúng ta thấy rất là rõ pháp luật thời đó cũng là tiếp nối với nhà Lý là tư tưởng cai trị khoan hòa, lấy dân làm gốc đúng không, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc đấy, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rất coi đó là thượng sách giữ nước, vận dụng trong quá trình xây dựng pháp luật và quản lý xã hội. Thì chúng ta thấy thời nay cũng vậy, chúng ta những cái chính sách của Đảng và nhà nước thì luôn hướng tới người dân, hướng tới mọi lợi ích của người dân đúng không ạ. Và các chính sách như ngồi sau hậu Covid ra thấy về kinh tế hay là liên quan cái việc mà là giảm hay là hoãn thuế đấy, cho các doanh nghiệp, hay là kinh sách hỗ trợ cho các gia đình chính sách đúng không, chúng ta thấy rất là rõ, rất là kịp thời. Rồi pháp luật thời nhà Trần thì cũng kế thừa những cái điều tốt đẹp của nhà Lý đấy, đồng thời cái sự phát triển về các lĩnh vực, mở rộng thêm các lĩnh vực ngoài hình sự tài chính đúng không, của nhà Lý ra, thì họ mở rộng sâu về pháp luật dân sự, những các thiết lập mới về các thiết lập về di chúc, văn khế liên quan mua bán ruộng đất hay vay mượn đã được bổ sung phát triển. Đấy, thì thời này ngay chúng ta vậy thôi, ngay hiện tại chúng ta đang áp dụng luật dân sự 20 năm vậy, những quy định về pháp luật chúng ta thấy về quan hệ nhân thân tài sản trong dân sự hay là pháp luật thừa kế thì chúng ta thấy cũng đã phát triển ở đây, học tập mà ta thấy là trên cái các quy định thời nhà Trần chúng ta học tập, chúng ta thấy là lựa chọn ta thấy các cái gì là tốt tinh hoa vào trong hoạt động và xây dựng văn bản pháp luật của nước ta hiện nay. Và thời đó thì với thời nhà Trần cũng đề cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm công vụ trong quan hệ giữa quan lại với dân chúng, thì cái này gọi là bây giờ là cán bộ công chức với người dân ấy. Thì chúng ta thấy là cũng ghi cái trách nhiệm rất là rõ, phải tận trung đúng không, với vua, rồi giải quyết các công việc theo đúng quy định. Đấy, thì chúng ta thấy là cũng đã từng bước thể chế hóa những cái nội dung như vậy. Và với cái tư tưởng chính trị pháp lý của nhà Trần thì họ đề cao trách nhiệm sự nghiêm minh của pháp luật đúng không, với pháp luật hệ thống hình phạt nặng, đa dạng, răn đe, với thực thi pháp luật nghiêm khắc để giữ vững trật tự, sự ổn định của xã hội, củng cố mô hình trung tâm quyền. Thì thời nay chúng ta thấy xây dựng cái nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đúng không, thì chúng ta thượng tôn pháp luật, cái đề cao tính nghiêm minh đấy, chúng ta cũng thừa hưởng chúng ta thấy của thời nhà Trần đấy, sự nghiêm minh không phân biệt quan hay dân đúng không, đã đề cập với anh chị em thì chúng ta thấy được cái sự nghiêm minh của pháp luật là rất cần thiết. Chúng ta tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và đề cao sự chấp hành của người dân cũng như của cán bộ công chức trong việc thực hiện pháp luật. Còn thời nhà Hồ thì chỗ chị Nhàn cũng đã nêu bật, chúng ta thấy những ngay cái việc mà cái cải cách về kinh tế đấy, về tiền xu chúng ta cũng đã vận dụng, nhưng mà
ở Việt Nam chúng ta thấy nó chưa thành công trong giai đoạn còn thời đó là tiền giấy. Ta nhìn chung đấy là chưa sự ủng hộ của người dân. Đấy, nó tụ chung lại chúng ta thấy rất là rõ, đúng không? Vậy thì ta đánh giá được những bài học lịch sử như vậy để giúp cho chúng ta nhìn lại, dù như những cải cách của nhà Hồ có thể là đi trước thời đại mà nhưng mà chúng ta nó không thực hiện vì nó chưa được lòng dân. Đấy, vì các cái thế lực hưởng lợi chủ yếu vẫn là những người mà tôn thất nhà Hồ và tầng lớp phong kiến thôi. Đấy, chúng ta không phủ nhận những cái suy nghĩ, những tầm nhìn, nhận thức của nhà Hồ, của thầy ông Hồ Quý Ly đấy, đúng không? Phải nói là có những bước đột phá nhưng mà nó không phù hợp, nó không hợp thời, nó không hướng tới quyền lợi của người dân, nó chưa được lòng dân. Đấy thì ngày nay vậy chúng ta cũng phải trăn trở trong công tác của anh chị em, có những cái đề xuất chúng ta có thể mang tính đột phá nhưng nó phải phù hợp với thực tế tại địa phương của chúng ta, đúng không? Đấy, chúng ta phải là những người đầu tàu, những người gương mẫu đưa ra cái phương án đó thì chúng ta phải chủ động triển khai và gắn đến trách nhiệm của mình, đúng không? Và nó mang lợi như tôi nói phải hướng tới người dân chứ không phải lợi ích của cá nhân hay là lợi ích sân sau. Đấy, thì tất cả đó phải nắm bắt được để vận dụng vào trong các quản lý nhà nước chúng ta hiện nay. Chia sẻ trên cơ sở của chị Nhàn trao đổi để tôi bổ sung thêm để chúng ta làm rõ hơn. Xin cảm ơn chị Nhàn. Và người tiếp theo cộng điểm trong nội dung buổi học chiều hôm nay, xin mời chị Phan Thị Liên cho ý kiến. Mời chị Liên. Vâng ạ. Em thưa thầy là sau một số ý kiến của các học sinh và của thầy thì em chỉ có thêm một số ý kiến về cải cách hành chính của mỗi triều đại. Đối với triều Lý thì việc cải cách hành chính lớn nhất đó là việc rời đô từ Hoa Lư về Đại La. Thì chính quyền trung ương ở nơi trung tâm của đất nước thì toàn bộ là tập trung về vua và tập trung về nhà nước. Bộ máy hành chính thống nhất từ trung ương đến địa phương thì đã tạo thuận lợi cho việc quản lý đất nước. Và ở triều Lý thì đã có các bộ luật được đưa ra. Đối với triều nhà Trần thì đây được coi là cái giai đoạn hưng thịnh và rực rỡ nhất của chế độ phong kiến nước ta. Thì về mặt cải cách hành chính thì thứ nhất là xây dựng bộ máy trung ương vững mạnh, đầu tư vào quân sự, đồng thời thì theo thực hiện theo chế độ ngũ binh ư lông thì vừa đầu tư quân sự cũng vừa đảm bảo về kinh tế ổn định thì mới phát triển được đất nước. Cải cách đối với nhà Trần thì còn cải cách trên tất cả các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền lực thì tập trung vào tay vua, quan tâm đến chế độ thi cử. Và ở nhà Trần thì điểm nổi bật nhất trong tư tưởng chính trị đó là đề cao tính nghiêm minh của pháp luật. Pháp luật với hệ thống hình phạt thì đã mang tính răn đe và việc thực hiện nghiêm khắc các quyết định đã tạo đã mang lại cho một xã hội ổn định. Và tập trung quyền lực vào trung ương, vào tay vua. Công tác phòng chống và bài trừ tham nhũng thì cũng được quan tâm. Đối với nhà Hồ thì tiến hành cải cách hành chính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như là văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự. Và nổi bật nhất là cải cách về quan lại và bộ máy. Triều nhà Hồ thì cũng quan tâm đến giáo dục và thi cử để nhằm chọn người có tài để xây dựng đất nước. Thì em xin có một thêm một số ý kiến đấy thôi. Còn về vận dụng trong bối cảnh đất nước ta hiện nay thì nhà nước ta thì vận dụng đó là vẫn lấy dân làm gốc. Nhà nước là bắt nguồn từ dân, do dân và vì dân. Thì bộ máy nhà nước này được thiết lập để đưa ra lợi ích cho nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Hiện nay thì nước ta cũng quan tâm đến học hành và thi cử, trọng dụng nhân tài ở tất cả các cấp và các ngành. Đội ngũ cán bộ, theo em thì đội ngũ cán bộ công chức ngày nay thì ngày càng trau dồi đạo đức và kiến thức để phục vụ được nhân dân. Các bộ luật thì được thiết lập thì đều nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Và hiện nay thì nước ta cũng đầu tư cho quân sự để củng cố và bảo vệ đất nước. Em có xin một số ý kiến thôi ạ. Xin cảm ơn ý kiến của chị Phan Thị Liên. Thì tập trung vào cái nội dung về cải cách hành chính qua các triều đại. Chúng ta thấy từ thời nhà Lý, nhà Trần và nhà Hồ đã đánh giá rất cao những cái cuộc cải cách này. Và chị cũng đã vận dụng trong thực tế hiện nay với bản thân. Nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ trong việc chú trọng về quân sự, về đào tạo bổ trương cán bộ công chức hiện nay. Điều đấy là rất cần thiết. Thì chúng ta thấy như chị đã khái quát, chúng ta thấy đầu tiên với
nhà Lý, những cải cách rất quan trọng trong cái bối cảnh chúng ta nhìn thấy cuối thời Tiền Lê, thời vua Lê Long Đĩnh ấy, thấy triều chính với tình hình triều chính rất là phức tạp, suy yếu đến mức khủng hoảng. Thì sau khi năm 1009 mà vua Lê Long Đĩnh mất ấy, thì nó còn lên ngôi vua, chúng ta thấy nhìn thấy cái sự ủng hộ của quần thần nó rất quan trọng, đúng không ạ? Thì như trong cơ quan chúng ta nhận sự ủng hộ của cấp trên, của đồng nghiệp của mình, đấy, chúng ta đi làm việc đã thấy rất là rõ sự ủng hộ. Đây thì với vua Lý Công Uẩn được nhận sự quan lại quân sĩ trong triều đình, đúng không? Cũng như giới sư sãi, và Lý Công Uẩn lên ngôi lấy hiệu là Lý Thái Tổ, đúng không? Và chúng ta thấy rất là rõ một mở đầu một cái triều đại mới rất là huy hoàng. Thì chúng ta thấy như chị Liên đã trao đổi thành tựu nổi bật trong cải cách của vua Lý Công Uẩn, đó là chúng ta thấy là cũng là ghi ấn lịch sử muôn đời đấy. Thì chúng ta thấy là cuộc rời đô phải nói là thần thánh, đúng không? Lịch sử từ Hoa Lư về Đại La Thăng Long ngày nay đấy. Và vừa đến còn rời đô về Thăng Thánh Long là một sự kiện lịch sử ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế sau. Nhờ đó chúng ta thấy chính quyền trung ương một nơi trung tâm của đất nước, đóng góp rất lớn của vua Lý Công Uẩn là cải cách bộ máy hành chính, thống nhất từ trung ương tới địa phương, chia đất nước thành 10 đạo, đúng không? À, thời Đinh Tiền Lê thì thành 24 lộ và đổi châu của Pháp làm phủ Thiên Đức, đổi thành Hoa Lư thành phủ Trường An, phủ Ứng Thiên là Nam Kinh, trấn Chiêu Dương làm châu Vĩnh An. Chúng ta thấy những nơi xa xôi như châu Hoan, châu Ái từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ấy, ở những vùng dân tộc ít người thì thành các trại, dưới các lộ thì có phủ châu, các đơn vị hành chính, cơ sở là Hương và Giáp. Và phân chia các đơn vị hành chính trung ương từ địa phương của nhà Lý không chỉ thể hiện sự thống nhất của quốc gia, mà chúng ta thấy nó thể hiện tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị đất nước. Đó, thì cái phần chị Nhàn đã trao đổi lãnh mẫu sự kiện mà rời đô. Thứ hai đến cái cách nhà Trần thì chúng ta thấy là nhìn trong cái bối cảnh vào thời đầu thế kỷ thứ 13, triều đình nhà Lý đã suy thoái nghiêm trọng, hoàn toàn phụ thuộc vào thế lực của họ Trần, đúng không ạ? Và lấy được ngôi vua lập triều đại mới, chúng ta thấy là mọi việc triều chính lúc đó là do Trần Thái Sư Trần Thủ Độ, đúng không, và cha là Trần Thừa điều hành. Đây là điều cần rất quan trọng mà để chờ Thái Sư Trần Thủ Độ đưa ra những cái cải cách và giải quyết các khủng hoảng chính trị lúc thời đó. Và tôi thấy cái tư tưởng cải cách và khát vọng xuyên suốt trong cải cách nhà Trần mà đứng đầu là Trần Thủ Độ đấy, còn là xây dựng một vương triều mạnh, vua sáng tôi trung, một bộ máy nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh, đúng không ạ, thống nhất để chăm lo cho dân yên nước mạnh. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta xây dựng công cuộc xây dựng đổi mới, cho thấy chỉnh đốn đảng cũng vậy thôi, chúng ta xây dựng nhà nước bộ máy trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, cán bộ công chức là công bậc, nghĩa là người phục vụ người dân, chúng ta thấy rất là rõ ở đây, đúng không, và những người đứng đầu là những người gương mẫu chịu trách nhiệm, đúng không ạ. Và những cải cách nổi bật trong thời nhà Trần thì chúng ta thấy là toàn diện về kinh tế xã hội, trong đó có nội dung cải cách về hành chính, về cơ chế quản lý. Chúng ta thấy ngay từ đầu Thái sư Trần Thủ Độ đã chủ trương đặt ra cơ chế thượng hoàng nhiếp chính trong triều đình, tức là thượng hoàng đóng vai trò hỗ trợ giúp đỡ cố vấn cho các vị vua kế vị. Thời gian một thời gian ban chấp hành trung đảng chúng ta cũng đã có những thiết lập cái chế độ các đồng chí cố vấn khi các đồng chí nghỉ hưu ấy, chúng ta đã có, nhưng bây giờ thì không còn cái phần đó nữa, đúng không? Đó là điểm hoàn toàn mới trong bộ máy tổ chức nhà Trần, đúng không? Mà trước đây chưa có tiền lệ. Về tổ chức bộ máy thì chủ trương xây dựng bộ máy nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh, thống nhất từ trung ương đến cơ sở làng xã, đúng không ạ? Và nhà Trần đã chia thành nước ra thành 12 lộ, mỗi lộ đặt chức danh chánh và phó an phủ sứ, kiêm từ việc hộ khẩu này, rồi tiền thuế này, rồi liên quan cái việc xét xử này. Dưới quyền an phủ sứ có chức quan đại tư xã, tiểu tư xã cùng với chức xã chính, rồi sử giám gọi là xã quan ấy. Về chế độ quan lại thì quan tâm đấy, chúng ta thấy chị Nhạn đề cập tới là quan tâm về chế độ học hành khoa cử, mời nho sĩ trong nước đến quốc học viện giảng tứ thư ngũ kinh. Đấy là phần cải cách rất rõ của thời nhà Trần. Đến thời Hồ Quy thì chị Nhàn cũng đề cập, chúng ta thấy trong cái việc đổi mới về cải cách về tiền giấy, chúng ta thấy một điểm mới, đúng không? Thì với Hồ Quy thì là trong bối cảnh đất nước ta thấy là cuối thế kỷ 14 ta lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, chính quyền nhà Trần suy yếu, triều chính rối đen, tài chính quyệt kệ. Và bên cạnh đó thì nhà Minh thì đã nhòm ngó đất nước ta, đòi hỏi phải canh tân đưa đất nước vượt qua khó khăn. Đó là những tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quy Ly. Sau khi lên ngôi thì Hồ Quy Ly đã đổi niên hiệu là Thánh Nguyên, đúng không ạ? Và cũng làm một năm thôi, sau đó thì cũng lùi nuôi lại cho con mình và lên vua, và mình nghe Hồ Văn Thương lên vua, còn ông là Thái Thượng Hoàng, giống như mô hình của nhà Trần. Thì Hồ Quy Ly đã tiến hành cuộc cải cách toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, tài chính, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục. Và với những đổi mới táo bạo, quyết liệt, trong đó cải cách nổi bật nhất chúng ta thấy về quan lại bộ máy, ông đã xây dựng bộ máy quan lại, đúng không, làm sao nó gọn nhẹ, cũng là cái hướng này mà chúng ta cũng thể học tập sang thời nay, ta xây dựng bộ máy tinh gọn, gọn nhẹ đấy, đúng không? Mà theo tinh thần nghị quyết số 39 và nghị quyết số 18 thì Hồ Quy Ly rất quan tâm đến vấn đề giáo dục và thi cử, lựa chọn
xây dựng đội ngũ quan lại có tài, trọng dụng họ, không căn cứ vào nguồn gốc xuất thân. Đấy, thì bây giờ chúng ta cũng vậy thôi, nó không phải căn cứ vào 5C con cháu các cụ cả, đúng không? Hay là nhất quan hệ thì tiền tệ, 3 đồ đệ, 4 trí tuệ, 5 công nghệ rồi, ta thấy đúng không? Thì nó không có mấy chữ hệ đó, thì thời đó họ cũng đã không căn cứ vào nguồn gốc xuất thân. Thì nhờ đó thì Hồ Quý Ly đã thay đổi được chế độ quan liêu thân tộc cũ, bổ sung một nội quan lại từ trung ương đến địa phương. Năm 1936 thì Hồ Quý Ly cho sửa lại chế độ thi cử, đặt kỳ thi hương ở địa phương và thi hội ở kinh thành. Về tổ chức bộ máy thì ông đã đổi một số nội xa thành trấn, châu thành nội. Ở cấp nội thì đặt chức chánh phó an phủ sứ như cũ, giống như thời nhà Trần. Ở cấp phủ có chức chánh phó sử phú, ở cấp châu thì có thông phán, thiên phán, ở cấp huyện thì có lệnh úy, chủ bạ. Hàng năm thì Hồ Quý Ly cho các quan lại trung ương về các địa phương để đánh giá các hoạt động của quan lại tại đó, giống như hoạt động thanh tra công vụ hiện nay, chúng ta thấy rất là do hoạt động thanh tra kiểm tra, đúng không? Và quy định công việc ghi vào sổ sách để cuối năm báo cáo lên triều đình. Thì chúng ta nhìn toàn diện ba cái cuộc cải cách rất là rõ về hành chính của Hồ Quý Ly, của nhà Trần, của nhà Lý, cũng như chị Niên vừa rồi trao đổi, chúng ta thấy được toàn diện hơn trong các công cuộc cải cách này. Cảm ơn chị Liên và chị Nhàn trước đó, chúng ta cũng đã vận dụng trong cái thực tế hiện nay của chúng ta. Và anh chị em có thêm phần bổ sung nào không? Xin mời anh chị em. Mọi người đã còn bổ sung thêm gì không? Hay hết ý kiến chưa? Anh Lê Văn Thắng, ý kiến gì? Dạ. Hết rồi thầy ạ. Vâng, có còn gì để nói nữa không anh Mạnh? Mà các bạn nói đầy đủ quá rồi thầy ạ. Chắc chưa? Mà anh còn bổ sung gì nữa không? Em không, mà anh các bạn nói đầy quá. Anh tên Mạnh, nó phải Mạnh vào chứ. Anh Mạnh vào, để tắt thầy ạ. Anh Thắng, anh Thông có ý kiến gì không? Có ý kiến chỉ đạo gì không? Lê Văn Thắng và Tạ Văn Thông và Mạnh thì bảo thế là đủ rồi, Mạnh thế là đủ rồi. Nhưng anh Thắng thì đủ chưa, anh Thông là đủ chưa? Thầy ơi, em cho em xin ý kiến. Mời anh, Tuấn và mời anh. Báo thầy thì qua ý kiến trả lời các bạn thì em tham gia với một số ý kiến thầy ạ. Vâng. Theo em hiểu thì thế nào về ba thời đại Lý, Trần, Hồ và liên hệ công tác tại đơn vị mình công tác thì theo em hiểu thì chính quyền thời nhà Lý là giữ vững được chính quyền lâu dài nhất, hơn 200 năm nhất. Thứ hai là đổi tên nước là từ Đại Cổ Việt thành Đại Việt. Và thứ ba là thời Lý Thánh Tông là một người Phật giáo và thường thờ Phật và Nho giáo cũng rất cao. Và mở các trường đại học đầu tiên là Văn Miếu và Quốc Tử Giám lưu truyền cho đến bây giờ đấy ạ. Chọn hiện tại thì báo cáo thầy thì không chọn hiện tại thì qua thi cử không lấy con ông cháu cha làm trạng nguyên, và người đầu tiên thì là ông Lê Văn Thịnh ở Bắc Linh. Sau đó thì ông này thì bị đi tù theo cái em hiểu thì khả năng mưu phản vua và phe phái thì dẫn đến đi tù. Và thì thứ tư là sự kiện rời đô từ Hoa Lư về thành Thăng Long ở Hà Nội là một tầm nhìn và chiến lược cho bạn thành công cho đến bây giờ vẫn lưu truyền. Từ tiếp theo là em thì thời nhà Trần thì xây dựng chính quyền hoàn thiện hơn so với nhà Lý, và hoàng đế sớm nhường ngôi cho thái tử và lui về làm thái thượng hoàng, mà vẫn cùng hoàng đế để cho sự việc triều chính là đến khi hoàng đế trưởng thành và điều dẫn dắt ạ. Và thứ hai là thời kỳ nhà Trần thì hưng thịnh về văn hóa, cho công tác văn hóa để như một số nhà thơ và nhà văn như Chu Văn An và Nguyễn Trung Ngạn. Thứ ba là thời kỳ nhà Trần thì lực lượng quân đội chú trọng và phát triển hơn so với thời như là tập trung vào thủy binh, kỵ binh và bộ binh, và chính sách phân chia thực ấp cho các dân tộc, như để mỗi dân tộc thì đều có lực lượng mạnh, qua đó để đánh bại các lực lượng như là quân xâm lược của đánh bại quân xâm lược của nhà Nguyễn và đế quốc Mông Cổ. Em xin hết, em có một số ý kiến
tham gia và vâng, cảm ơn anh Tuấn đã đưa ra khái quát sơ lược những cái nội dung liên quan thời nhà Lý và nhà Trần, nhấn mạnh hai triều đại đó, và chúng ta thấy nhìn những công lao của họ rất là lớn, đúng không, trong xuyên suốt như vậy, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những cái cuộc cải cách của họ về hành chính. Rất là cảm ơn ý kiến của anh. Anh chị em có ý kiến khác bổ sung nữa không? Anh chị em còn bổ sung gì nữa không ạ? Chị Tươi có ý kiến gì nữa không? Này, chị nên thì Tươi. Tươi còn ở đây không? Anh này héo mất rồi. Anh Đỗ Quang Kiên ở đây không ạ? Bắn rồi, anh Kiên nghỉ rồi. Anh Đoàn Tiến Lên. Anh Hà Xuân Dược ở đây không ạ? Vâng, có thể ạ. Vâng, anh nghe ý kiến của thầy trao đổi cũng như vừa rồi mấy anh chị em đã bổ sung thêm ấy, từ liên quan cho anh Quỳ, anh Hưu, chị Nhàn, chị Liên cũng như anh Tuấn, thì anh có bổ sung gì thêm không? Vâng, báo cáo với thầy thì qua ý kiến của các học viên đã trả lời, thì qua ý kiến của thầy thì cơ bản em rất chín. Thì cái nội dung đánh giá chung của cái nhà nước từ thời Lý và thời Trần của nhà Hồ, Hồ vâng. Thì cơ bản là đối với nhà Lý thì cái chế độ nhà nước là theo chế độ quân chủ, biên chế từ trung ương cập quyền. Và đã ban hành được cái pháp luật là thành văn như bộ luật hình thư là điển hình cơ bản. Thế về chính quyền thì cũng đã được chia từ thời nhà Lý là đã được chia làm 24 độ. Thì đối với nhà Trần thì đã được tiếp tục là được hoàn thiện và chia bộ máy thành 12 độ. Về văn hóa xã hội thì đối với thời Lý thì phát triển về Phật giáo và Nho giáo cũng đã phát triển rất mạnh. Đấy là cái điển hình từ nhà Lý mà đến nay cái công trình văn hóa tiêu biểu đó là cái chùa Một Cột. Đấy là hiện nay vẫn còn công trình biểu tượng của thời nhà Lý. Thì trong quân đội thì cũng tiếp tục được quan tâm và là củng cố xây dựng đối với thời nhà Lý và nhà Trần. Đã nhiều lần lấy minh chứng là cũng đánh thắng những cái ngoại xâm xâm lược nhà Minh và những Nguyên Mông. Thì cái liên hệ thực tế mà tiễn đối với bản thân thì cũng đối với nhà Hồ thì cũng xin báo cáo với thầy, thì cũng đã thầy và ý kiến các bạn đã nói thì cũng nhiều cái tiếp tục là mặc dù thời gian ngắn nhưng mà cũng đã hoàn thành được đấy, đặc biệt là cái mới đổi mới đó là cái tiền giấy và xây dựng cái cơ quan quản tế, tức là cái y tế để chăm sóc đối với sức khỏe nhân dân, và cũng đã thực hiện cái thi cử chọn người tài về tôn giáo thì người đề của nhà Hồ thì không được quan tâm. Thì trong phần liên hệ thực tế đối với bản thân và công tác hiện nay thì báo cáo thầy, thì đối với bản thân em thì đang công tác thì cũng tiếp tục tham mưu với cấp ủy quan tâm để xây dựng cái tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, thế là ở cơ sở tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, thế là ở từ xã đến thôn nói chung cơ sở. Thì đối với thôn này nó cũng là rất là quan trọng, nơi thực hiện cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và những quy định địa phương ở cơ sở. Nhưng mà thôn làm tốt thì xã mới tốt được. Thì vì vậy mà trong các lựa chọn để giới thiệu đề cử những người có cái tinh thần trách nhiệm mà dám đi dám làm và dám chịu trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao thì mới hoàn thành được, phải không? Do là cái vai trò mà để xây dựng và giới thiệu đây là ta cũng là lựa chọn nhân tài đấy, không phải là nếu mà bây giờ cứ bà con hoặc là con ông nó cháu ông kia giới thiệu vào trình độ văn hóa mà cái năng lực hạn chế thì thực ra là ảnh hưởng rất nhiều đến công việc đấy, trong việc cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hết chưa anh? Anh ý kiến chưa? Và anh Diệp đã, anh Diệp là hết ý kiến chưa? Nhà nước hả? Trong cơ quan đơn vị của mình để thực hiện tốt cái nguyên tắc, đặc biệt là duy trì thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ.
và nêu cao cái tinh thần phê bình và tự phê bình. Vâng. Đấy. Và một điều nữa là cái tôn trọng phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân. Dạ. Trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Vâng. Anh có ý kiến gì thêm không ạ? Vâng. À, nhưng tín hiệu của anh hơi kém. Vâng. Vâng, anh xem lại tín hiệu mạng hơi kém. Vâng. Vâng, vâng. Luật. Dạ. Vâng. Các cái bộ luật mà đã được đưa về nếu cơ sở như là trong cái năm 2024 thì mình báo cáo thầy thì tôi cũng tham gia như là dự thảo luật thực hiện dân chủ cơ sở, luật đất đai. Vâng. Thì đối với mặt trận thì cũng tổ chức, đối với các tổ chức thành viên là ban các mặt trận quân cơ là phải giao cho tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của dân tiếp tục tham gia để góp ý vào những dự thảo để trình lên để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục là xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp để đảm bảo cho cái quyền lợi ích hợp pháp nhân dân thể. Dạ. Vâng. Mà đây anh em xin có một số ý kiến bổ sung em. Vâng. Rất là cảm ơn những ý kiến của anh Dược đánh giá tổng quan các triều đại Lý Trần Hồ và đặc biệt liên hệ bản thân với công việc anh hiện nay liên quan đến tham gia các tổ chức chính trị xã hội địa phương chúng ta thấy rất là rõ mà gắn với chúng ta thấy với xây dựng tổ chức bộ máy hay là đào tạo đội ngũ cán bộ công chức hay liên quan các về giám sát phản biện hay là các ý kiến về xây dựng pháp luật, điều đấy rất là cần thiết, rất là cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn anh. Và xin mời ý kiến của lớp phó Hoàng Thị Thái có đây không ạ? Chị Thái còn ở đây không? Hôm nay lớp trưởng nghỉ rồi. Ngoài chị Thái ra còn ai lớp phó thì hôm nay tôi chỉ tạm nhớ được chị Thái thôi. Còn ai đúng không ạ? Ai trong lớp mình lớp phó nhỉ? Ngoài chị Hoàng Thị Thái ra. Và có chị Tiếp nữa rồi ạ? À, chị Tiếp và đúng rồi, đây hôm trước chị Tiếp. Tiếp này ít phát biểu quá đông tôi lại quên. Và... chị Thái còn ở đây không hay chị Tiếp ạ? Vâng. Vâng, thưa thầy, có em ạ. Vâng, mời chị cho ý kiến chỉ đạo chốt cho buổi học chiều nay. À, trên cơ sở lắng nghe phân tích của thầy, những anh chị em đã nêu ra các ý kiến như cho anh Hưu, chị anh Thùy, rồi chị Nhàn, chị Liên, anh Tuấn, anh Dược. Thì xin mời chị có ý kiến chỉ đạo để ta tổng kết cái buổi học chiều hôm nay. Có bổ sung gì không? Em thưa thầy là trong buổi học hôm nay thì qua thể giảng và qua tất cả những các anh chị đã phát biểu từ đầu đến giờ thì em cũng nhất trí ạ. Và em cũng xin phép thầy là cho lớp em nghỉ. Tại sao lại cho lớp em nghỉ? Mọi người vẫn nhiều người muốn học mà, muốn học tiếp chứ. Vâng, tại vì buổi này nghỉ đi buổi chiều ấy, gần 5 giờ chiều rồi em cũng đi cỗ ấy. Muốn cỗ á, chiều nay cỗ gì đấy? Cô dâu hay là cô cưới hay là cô gì, cô tân gia? Trưa nay thì em đi cỗ dỗ cái chị đồng nghiệp cùng cơ quan cỗ trong 5 ngày, 19 ngày. Còn bây giờ thì đi cỗ cưới. Thôi thì mọi người có việc như vậy thì chúng ta nghỉ nha. Mọi người ăn cỗ ngon miệng nhá. Vâng, còn thừa cái chân gà nào gửi cho thầy. Thôi thì xin phép 2 phút để tổng kết nội dung học hôm nay theo ý kiến chỉ đạo của chị Thái, đúng không? Thì cũng thời gian mà thầy dành thời gian phân tích cái nội dung rất kỹ với nội dung về nhà nước và pháp luật của ba triều đại Lý Trần Hồ. Thì anh chị em cũng đã nghe rồi, đầy đủ liên quan đến hoàn cảnh lịch sử ra đời của các triều đại đó, rồi những đóng góp rất lớn của các triều đại về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt về cải cách tổ chức bộ máy cũng như về xây dựng hệ thống pháp luật, đúng không ạ? Và chúng ta liên hệ với thực tế hiện nay trong công tác xây dựng đảng hay là công tác về quản trị nhà nước hay là bản thân anh chị em, thì tôi rất ghi nhận tinh thần rất cao của tất cả anh chị em đã tham dự buổi học ngày hôm nay, rất tập trung lắng nghe các nội dung bài giảng của thầy cũng như đóng góp các ý kiến rất là sôi nổi, rất là thực tiễn, đặc biệt là các phần liên hệ với cá nhân hoặc là công tác quản lý nhà nước ở địa phương của anh chị em. Thì rất cảm ơn anh chị em rất nhiều, chúc anh chị em có ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình thật là ấm đầm ấm hạnh phúc, đi ăn cỗ thì ngon miệng nhá, không cần phần cho thầy đâu, thầy trêu thế thôi. Và chúng ta gặp thầy lại ơi. Dạ chị Huyền ạ.
Ôi rồi bé Huyền này làm tụt cả hứng của thầy, thầy đang nói về ăn uống điểm danh. Không, em phải đợi thầy chút xong em mới dám cướp, là cướp mic của thầy rồi, được chưa? Còn ai điểm danh đâu, lớp này chỉ quan tâm mỗi thầy là điểm danh thôi. Đấy, hỏi nói đến chuyện là gửi chân gà cho thầy phát là nó đánh nản luôn. Thế chuyển ngay điểm danh rồi. À, em thế lại nấu cơm cho chồng à? Vâng ạ, lại nấu cơm. Em đúng là người phụ nữ đảm đang hiếm có nhỉ, khó tìm ấy chứ nhỉ. Được chưa? Ngoài điểm danh thì còn gì nữa không? Điểm danh cho em Vũ Thái thôi ạ. À, Vũ Thái à? Và nên còn ai nữa không? Dạ, thầy điểm danh cho em với các bạn thầy. Em với Nguyệt. Thu Huyền tôi tích rồi đây, vâng, vừa tích rồi. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em thầy, em Đồng Thị Luyến ạ, sáng em trưa, chiều em vào muộn 10 phút ạ. Rồi, vâng, sao ai vào lúc muộn thế? Dạ. Rồi, xong rồi, còn ai nữa không ạ? Dạ, em thưa thầy, điểm danh cho em là đi lên ạ. Vâng, nên đấy tôi gọi mãi chả thấy anh đâu cả, giờ điểm danh anh nhanh thế. Em gọi phát biểu chả thấy anh phản hồi gì cả. Chắc là lúc nay em để trong túi em đang đi đường không nghe rõ. À, lúc nào thầy gọi thì để trong túi đúng không? Rồi, ok, nói ai nữa không? À, dạ, anh Nguyễn Văn Thanh, em còn gặp chút chưa? Ai ạ? À? Anh nói chậm thôi, tôi không nghe rõ lắm. Anh tên gì? Anh Nguyễn Văn Thanh à? Dạ, em Nguyễn Văn Thanh ạ, à? Em gặp chút chưa? Mẹ. Vâng. Còn ai nữa không ạ? À? Hết chưa? Chắc là chốt rồi đúng không ạ? Vâng. Thế buổi học này ta kết thúc đây được chưa ạ? Cảm ơn anh chị nhá. Chúng ta hẹn gặp lại vào tối thứ ba tới nhá, theo lịch học nhá. Được chưa? Vâng, xin chào, cảm ơn anh chị em. Vâng, chào anh chị em nhá. Thầy xin phép tắt máy nhá. Vâng, chào thầy. Vâng, chào anh chị em.